Thưa quý vị, Đại học Princeton phải tiến hành di tản vì rò rỉ khí ga, tin từ Philadelphia. Hơn 500 người đã phải di tản ngay lập tức khỏi khu vực của trường Đại học Princeton vì một vụ rò rỉ khí ga. Theo các quan chức của trường Princeton cho biết, vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, một chiếc xe cẩu đã xúc trúng một đường ống dẫn ga ở phía nam trung tâm y tế McCosh, nằm trong khu vực của trường. Sự việc này đã khiến cho hàng trăm người từ 11 tòa nhà trong khu vực phải tiến hành di tản. Các đơn vị gồm PSEG, Sở Cứu Hỏa Princeton, Lực lượng Cấp Cứu và Giải Cứu Princeton, Sở An ninh Công cộng của trường, Văn phòng Sức khỏe và An toàn Môi trường và Bảo vệ khu vực đều đã có mặt tại hiện trường của vụ việc. Đường dẫn ga tới khu vực hiện đã bị tạm ngưng và vẫn chưa có thương tích nào được báo cáo trong vụ việc này.